Hello. Hello. This Diệu Hương? Thế có phải Diệu Hương không ạ? Xin lỗi nhưng mà em không thể nghe được cái âm thanh của mình, thì mình có thể thoát ra để mình vào lại không ạ? Mình có thể thoát ra và vào lại để xem sao nhé. Hello Diệu Hương. Rồi. Rồi mình có thể thoát ra vào lại được không nhỉ Diệu Hương nhỉ? Tại vì hiện tại là cô đang không nghe thấy âm thanh của mình. Cô không nghe thấy âm thanh của mình. Rồi. Mình là bị lỗi kết nối âm thanh rồi. Hiện tại là cô không nghe thấy được mình nữa và nó cũng báo với cô là âm thanh của mình kết nối không được. Chúng ta có thể chat với cô đúng không nhỉ? Hiện tại thì chúng ta đang sử dụng thiết bị nào vậy Hương ơi? Mình đang sử dụng điện thoại hay là laptop vậy nhỉ? Không, cô không nghe thấy gì hết Hương ơi, cô không nghe thấy gì hết. Cô không nghe thấy gì hết, không biết là Hương có nghe thấy cô không. Không biết Hương có nghe thấy cô không. Ok rồi. Rồi mình sử dụng điện thoại hay máy tính nhỉ? Laptop. Laptop thì mình có cắm tai nghe không? Có khi tai nghe lỗi. Ok. Nếu có laptop thứ hai
thì mình đổi sang đó xem sao nhé. Rồi Diệu Hương ơi, nếu như mà mình còn một cái laptop thứ hai thì mình có thể đổi qua laptop đó thử xem sao nha. Còn nếu như mà laptop thứ hai vẫn không được thì chúng ta thử trên điện thoại xem sao. Ok chứ? Chúng ta có điện thoại, có iPad thì cũng được. Còn bây giờ thì nếu như mà Diệu Hương muốn thử, quên mất. Nãy giờ Diệu Hương nói. Rồi, Hương ơi, mình vẫn đang nghe cô chứ ta.
Hello, Diệu Hương ơi, mình nghe thấy chưa nhỉ? Alo, Diệu Hương. Em nghe thấy rồi ạ. Ok, Diệu Hương nghe thấy rồi hả? Rồi, mừng quá. Không biết ban nãy là bị sao ta? Hiện giờ là mình có đang sử dụng tai nghe hay sao không nhỉ? Dạ em không, ở vừa nãy em sử dụng tai nghe nhưng mà chắc do chưa cài đặt về âm thanh. À, rồi, ok, rồi, rồi, được rồi, tốt rồi. Rồi. Thế thì hôm nay là Diệu Hương đến đây là để làm cái bài kiểm tra đầu vào với trung tâm Pandado đúng không nhỉ? Rồi vậy thì chào mừng Diệu Hương nhé. Cô xin tự giới thiệu, cô là Chi, hiện tại đang là giáo viên Anh ngữ tại Pandado và tối nay thì cô sẽ là giáo viên test đầu vào của mình. À, chúng ta cũng đã tốn kha khá thời gian cho cái việc mà sửa âm thanh rồi. Vậy nên cô cũng hy vọng là khi mà chúng ta làm bài chúng ta có thể làm hết sức có thể nhé, hết sức có thể và tăng tốc, được chưa nào? Rồi. Vâng. Ok, vậy thì trước tiên vào bài thì cô muốn hỏi thăm Diệu Hương một chút xíu là chúng ta cảm thấy là môn tiếng Anh ở trên trường như thế nào nhỉ? Có đang quá dễ hay là có đang quá khó hay là chúng ta có vấn đề gì cần cần phải cải thiện không? Dạ, em thấy là cái môn tiếng Anh nó cũng bình thường, nhưng mà nếu À. mà nói về cải thiện thì em cần cải thiện về cái phần làm đề. Thứ nhất là À. phần nghe em còn đang rất là kém. Thứ hai là phần đọc hiểu, phần bài đọc điền ấy và bài đọc À, hiểu, rồi, phần rồi, rồi. đấy Rồi, ok, rồi, cô hiểu rồi. Phần nghe là phần kiểu là em ít được tiếp xúc ở trên lớp hay sao nhỉ? Tức là trên lớp các thầy cô không có cho làm nghe nhiều á. chưa đang kém. Rồi, còn phần đọc hiểu là chúng ta cảm thấy là cái khả năng đọc hiểu của chúng ta kém, làm sai nhiều là do lỗi ở đâu ha? Lỗi là thứ nhất là khó tì khó thứ nhất là nhiều từ mình chưa hiểu được nghĩa. Thứ hai là tìm thì kiểu là tìm nó không ra Ừ. nhiều, ý là cái kiến thức đâu À, trong đề, tức là cái chúng phần ta mà kiểu từ khóa không. à rồi chúng ta không biết được đâu là từ khóa đúng không, và hơn nữa là cái phần mà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt của chúng ta chắc cũng hơi chậm đúng không nhỉ, kiểu như là chúng ta gặp khó khăn trong cái việc mà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, sau đó là hiểu bài rồi sau đó mới làm bài đúng không? Vâng. Ừ, ok rồi, cô có nắm được một số thông tin như vậy. Vậy thì ở trên lớp chúng ta không có nhắc đến cái kỹ năng là viết và nói, thì chúng ta thấy viết và nói hai cái kỹ năng này của mình như thế nào? Kỹ năng nói thì em cũng cảm thấy là bình thường, nhưng mà kỹ năng viết thì tại vì văn hơi kém nên viết thì nó cũng hơi khó khăn. À rồi, ok. Rồi, vậy thì cô có được báo thông tin là hiện tại là chúng ta muốn là muốn có đủ kiến thức để đi thi cấp 3 trước đúng không nhỉ? Có muốn đủ có kiến thức để đi thi cấp 3 trước và sau đó là thi IELTS đúng không? Đó là nguyện vọng hiện Vâng tại ạ. của mình. Rồi. Vậy thì cô ghi nhận những cái thông tin trên và nếu như mà chúng ta quyết định học theo học tại trung tâm Palado thì cô sẽ giới thiệu một cái giáo trình mà phù hợp với mong muốn và với năng lực của mình ha. Rồi, vậy thì trước tiên bây giờ thì kiểm tra sơ sơ một chút xíu nào. Right. Okay, so Diệu Hương, can you introduce yourself? Chúng ta tự giới thiệu về bản thân được không nhỉ? Can you introduce yourself? Okay, can you introduce yourself? My name is Khương. I'm class 9 and my favorite is reading books, listening to music, going out with friends. À. Okay, really nice. So where do you live, Hương? I live in Ninh Bình, province. Okay, you live in Ninh Bình province. Okay, right. So how many people are there in your family? My family has five people. Oh, okay, Five. your family has five people. Okay, so can you tell me who they are? My mom, dad, two sister, and me. Okay, your mom, your dad, your sister, and you. Okay, is your sister older or younger than you? Yeah. Oh no, I'm asking, is your sister older or younger than you? Cô đang hỏi là chị hay là em gái của mình thì đó là lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn mình. Younger sister. Okay, so she's younger than you. Really nice, good. Okay, so. Okay, so what is your favorite subject at school, Hương? My favorite subject is English.
and music. Okay, it's English and music. Thank you. Right. Yeah. Good job. Right. So, what subject do you hate the most? Cái môn nào mà chúng ta ghét nhất nhỉ? The math. It's math. Okay, thank you. Right. Okay, chúng ta đợi cô một chút xíu nha. Okay. Yeah. Okay, that's good. Right, can you wait a moment? I need to fix something. Cô sẽ phải sửa một cái này chút xíu. File nó đang hơi lỗi. Rồi, ok, đến. Rồi, bây giờ chúng ta đã xong được cái phần khởi động rồi. Ok, chúng ta đang làm rất tốt, được chưa? Có tinh thần rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài ha. Ok, welcome to the entrance test at Pantado English. Chào mừng Hương đã đến với bài kiểm tra đầu vào ở trung tâm Anh ngữ Pantado. Rồi, hôm nay cô sẽ giới thiệu bài kiểm tra của mình gồm có những phần sau đây, 5 phần chính. Ok, the first part will be about vocabulary. Phần đầu tiên sẽ là kiểm tra kiến thức liên quan đến từ vựng. Thứ hai, grammar là kiến thức liên quan đến ngữ pháp. Thứ ba, listening là chúng ta sẽ làm một bài nghe, được chưa? Reading, chúng ta làm một bài đọc. Và cuối cùng đó là speaking, là phần thi nói. Do chúng ta có tốn khá nhiều thời gian ở cái phần đầu tiên, cho nên là cái phần mà chúng ta sửa âm thanh này, cho nên là cô không chắc là chúng ta có thể làm được hết tất cả các phần hay không. Cô sẽ cố gắng. Rồi, chúng ta cùng cố gắng tăng tốc giúp cô nhé. Rồi, ở phần đầu tiên. Okay, so please look at the question and the answer and tell me which is correct, A, B, C, or D. Is the B. Okay, B. Can you say B, right? B. B is not the correct answer. Rồi, tại sao chúng ta lại chọn đáp án B nhỉ? Nên chúng ta lại chọn đáp án B nhỉ? Rồi. Rồi chúng ta nhớ cho nhớ cô nhé. Ở đây chúng ta có cooker là cái gì? Là cái nồi nấu cơm. Để thế nào? Còn cook ở đây là gì? Là người đầu bếp, tức là the one who makes dinner, the one who makes lunch, là người làm ra các cái món ăn thì chúng ta gọi là đầu bếp, là cook. Còn cooker là cái nồi nấu cơm. Chúng ta có refrigerator là cái tủ lạnh. Nhưng mà liệu cái thứ đó chúng ta có dùng ở trong kitchen không? No, not really. Để xem nào. Vậy thì ở đây chỉ có đáp án 1A là đáp án chính xác thôi. Ok, two. A or D? A or B? Okay, you think it's A or B? Or D. D, D. D, D. Okay, D. Household exercises. Okay, right. So, choose your last answer, final answer. Chốt đáp án cuối cho cô nè. Exercise. Oh, okay, you chose exercise and my answer is not exercise. It is chores. Chúng ta nhìn thấy cái từ chores này bao giờ chưa? Chưa. Ok, chúng ta nhớ Hoặc cho là cô. cứ nhớ nghĩa. À, có thể em chưa nhớ nghĩa đúng không? Ở đây thì chúng ta có cái từ household. Household rất hay đi chung với chores để tạo thành cái gì? Là công việc nhà, được chưa? So when you talk about house chore, you talk about tasks like washing the dishes, washing the clothes, sweeping the house. Được chưa? Đó là những cái household chores mà chúng ta thường hay làm hàng ngày. Được chưa nào? Rồi, còn nếu như mà chúng ta nói về household work thì nó không có nghĩa. Tại vì sao? Cái household này là những cái gì đó thuộc về ngôi nhà của mình. Được chưa nào? Hộ gia Cho, đình. đúng rồi, hộ gia đình. Còn chore sẽ là cái gì? Chore là việc vặt. Thế chứ chores ở đây là việc vặt. Đó. Còn work, work là công việc, kiểu như chúng ta đi làm kiếm tiền ấy, thì nó lại không chính xác. Ok chưa? Rồi. Okay. Three, they found some electrical dot 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 in the room. Thiết bị.
Ừ, đúng rồi, thiết bị, đúng rồi, chúng ta có từ thiết bị. Đáp án thiết bị là đáp án đúng, nhưng mà thiết bị nào? Bì. Okay, so you choose B, right? You choose B. Do you want to consider your answer again? Chúng ta có muốn xem lại đáp án của chúng ta không? Tại vì ở đây là device thì B hệ A hay gì? Bì. Okay, you still choose B. Câu này thực sự là cô rất tiếc. Nếu như chúng ta chọn A thì đã là đáp án đúng rồi. Bởi vì sao? Chúng ta quên mất rằng ở đây có cái thằng sâm này. Để xem nào. Dạ, chúng ta quên mất ở đây có cái thằng sâm này. Gặp sâm thì tất cả danh từ theo sau nó phải chuyển về số nhiều hết. Chỉ trừ những thằng nào không đếm được thôi. Nhưng buồn thay đã là device lại đếm được. Cho nên bắt buộc nó phải về cái dạng số nhiều này cho cô. Để xem nào. Đó. They found some electrical devices in the room. Ok. Rồi chúng ta có thắc mắc gì không đã? Có thắc mắc gì không để cô qua câu tiếp theo. Nó là cái từ device sao nó không để No, từ từ, cái mạng của mình đang hơi lag nên cô không nghe rõ. Hương mất tiêu rồi. Chúng ta hỏi gì nhỉ? À Hương ơi, chúng ta hỏi gì nhỉ? Mạng của chúng ta hơi lag nên cô không có nghe được. Alo Hương ơi, chúng ta thắc mắc gì nhỉ? Hello. Hello. Alo Hương ơi, chúng ta còn nghe cô không? còn ạ. Ok, rồi hồi nãy hơi lag một chút xíu nên cô không có nghe được giọng mình. Rồi vậy thì họ lại cho cô biết là chúng ta đang thắc mắc chỗ nào ta? Phần devices À, rồi tại sao devices. nó lại không là ý B được? Tại sao nó không phải là ý B được á hả? Bởi vì device là một cái thiết bị, còn devices là nhiều cái thiết bị, đúng không? Vậy thì khi nào chúng ta đưa nó về dạng số nhiều, đúng không? Khi nào chúng ta phải đưa về dạng số nhiều? Khi mà gặp sâm. Sâm là một lượng từ mang nghĩa là một vài cái. Và một vài cái thì chắc chắn nó đã phải lớn hơn 2 rồi. Mà lớn hơn 2 tức là số nhiều. Vậy thì chắc chắn nó sẽ phải đi với danh từ số nhiều. Đó là devices. Được chưa? Khi nào mà nó là đó, an hay là an electrical device mới đúng. Được chưa? Bởi vì an là chỉ có một cái thôi, một cái thiết bị duy nhất. Thì là một cái device sẽ đúng. Được chưa? Rồi Hương ơi, mình ok chứ? Hello Hương ơi. Hương ơi, mình còn đó không nhỉ? Sao không có nghe thấy Hương nữa? Hello. Hello Hương ơi, mình còn nghe thấy cô không? Rồi Hương ơi, nếu như mà mình còn
Alo Hương ơi, mình ổn chứ? Alo? Alo Hương ơi, mình ổn chứ hả? Có vẻ như kết nối ở bên mình đang không được ổn định lắm, cho nên là bây giờ cô đang nghe những cái tiếng nhiễu rất là nhiều. Rồi. Hương ơi, mình còn đó không? À, cô vẫn nghe thấy Hương nhé, nhưng mà cái âm thanh của mình nó đang bị nhiễu, hơi bị nặng. Hình như là mạng nhà mình không ổn đúng không nhỉ? Ok. Rồi cô xin lỗi. Ok được rồi hả? Rồi đỡ hơn rồi. Ok. Rồi vậy thì chúng ta quay lại với cái câu 3 liên quan đến cái chữ device. Chúng ta đã hiểu chưa? Ok hiểu rồi thì tốt rồi. Chúng ta làm tiếp nha. Rồi câu số 4. We live in the room chấm 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 the store. Câu này em chọn đáp án Chọn đáp án A. Đáp án A above là đáp án chính xác. Đúng rồi, đáp án A là đáp án chính xác ha. Nếu như mà chúng ta chọn đáp án on thì chúng ta sẽ phải xem xét lại, bởi vì on là giống như là gần như cái diện tích, cái bề mặt tiếp xúc của nó, của cái vật nằm trên ấy, là nó rất là lớn đúng không? Tức là toàn hoàn toàn cái sao ta? Cô cũng không biết giải thích sao mà cho dễ hiểu đấy, nhưng mà cái above chúng ta hiểu là nó lơ lửng ở trên đầu. Được chưa nào? Ví dụ như bây giờ có một cái tòa nhà mà 3 tầng đúng không? Đó, ví dụ thì cái tầng thứ tầng ở tầng trệt này này, nó sẽ là cái cửa hàng đúng không? Và có một cái căn phòng ở trên trên cao nhất, thì họ sẽ sống ở trên cái căn phòng này. Thì chúng ta so cái vị trí của cái căn phòng trên cao nhất với cái tầng trệt nhất ấy, thì chúng ta thấy là có một cái khoảng không giữa hai cái tầng này đúng không? Thì đó chính là above, được chưa nào? Rồi, ok, thank you. Rồi, chúng ta đúng cái câu này rất tốt. Chúng ta nhìn vô câu số 5 và chọn đáp án giúp cô nhé. Rồi, câu số 5 mình chọn đáp án nào nhỉ? A, B, C, Em or không nhìn thấy. À D. đúng số 5. Ơ, câu số Ê, 5 giờ năm. rồi. Ok. Câu số 5. Rồi câu số 5 của mình chọn đáp án nào ta? Số 5. She's looking for Yeah, she's looking at the woman sitting. Is it next? Is it Yeah. Oops, có sai. Là nghĩa là gì không? opposite đúng không? Chúng ta không đọc là opposite nha, đọc là opposite. Opposite. Thì opposite tức là sao? Là đối diện. Để cho nào. À, ví dụ như cái máy tính nó đang ở trước mặt cô thì cô có thể nói là the computer is opposite C. Em nghĩ là chọn ý C. me. Rồi tại sao em lại chọn C nhỉ? Tại sao không phải là các đáp án còn lại? Sitting từ nearly tức là dùng được, vì sitting có
À, chúng ta À, không chọn nearly được, đúng rồi. Rồi chúng ta phải giải thích như thế nào cho hợp lý ở đây. Nearly, nearly tức là khi mà chúng ta nhìn vô cái biểu đồ đồ quẹt như vậy này. Đó, ví dụ như cô có một cái biểu đồ quẹt như vậy và chúng ta thấy là cái phần mà được tô xanh đây đúng không? Thấy chưa? Rồi, vậy thì rồi. bây giờ cô sẽ nói là cái phần màu trắng nó chiếm gần hết cái biểu đồ quẹt này đúng không? Đó, cái phần màu trắng là nó chiếm gần hết cái biểu đồ tròn này thì cái phần màu trắng đấy cô sẽ sử dụng chữ nearly để mô tả, tức là gần hết, hầu hết, được chưa nào? Bạn xem cũng chưa chắc đúng. Đúng rồi, đáp án C cũng chưa chắc đúng, đúng rồi. Đã, em nghĩ là đáp án A đúng không? Rồi, cô loại trừ tiếp mà. Chúng ta loại trừ đáp án C là bởi vì sao? Đáp án C có nghĩa là near, tức là gần. Ví dụ như bây giờ cô có một cái cây nó đứng ở bên cạnh cô đúng không? Thì cô sẽ bảo là ồ, nó đang ở gần cô. The tree is near me. Được chưa? Và cái near này nó giống như kiểu là nó ở trong một cái bán kính nào đấy mà xung quanh mình ấy, chỉ cần ở xung quanh mình thôi thì chúng ta có thể gọi nó là near được. Tuy nhiên cái near này chúng ta không được xài ở đây là bởi vì sao? Bởi vì near, đằng sau near nó cần có một cái đối tượng, tức là ở gần ai đó, ở gần đâu đó. Thế giờ vậy em nhìn lên trên cái câu này này, thì ở đây cái chỗ trống, đằng sau chỗ trống không còn bất kỳ thông tin nào khác, tức là đằng sau chỗ trống không có được phép thêm đối tượng nào cả. Vậy là phải chọn một cái giới từ nó không cần cộng thêm đối tượng. Đúng. À, từ từ, A chưa chính xác nha. A, đáp án A chưa chính xác. Đáp án chính xác của cô là B, opposite. Được chưa? Rồi, cũng giống như cô đã nói là chúng ta phải chọn một cái giới từ mà không cần có đối tượng, đúng không? Ở đây cô có chữ next. Next này khi mà em giống như là em điểm danh ở trong lớp đúng không? Em điểm danh ở trong lớp thì khi mà một bạn nào đó đã hô xong tên của mình rồi thì giáo viên sẽ nói là next, tức là bạn tiếp theo trong danh sách. Được chưa? Next này là người kế tiếp trong danh sách. Khi mà em xếp hàng em mua trà sữa cũng vậy, khi mà có người đứng trước em đã thanh toán hóa đơn xong rồi thì cái người bán hàng người ta sẽ kêu là next please, tức là xin mời người tiếp theo. Vậy thì cái người tiếp theo đó là tiếp theo trong cái hàng, tiếp theo trong cái danh sách. Được chưa? Còn khi mà em muốn nói đến cái next to là kế bên ấy, thì nó sẽ phải đi với cái giới từ to nữa và đằng sau đó nó phải có một cái đối tượng là người. Ví dụ như em bảo là em đang đứng cạnh mẹ em. I am standing next to my mom. Được chưa? Đó, Tại thì vì em làm nhiều câu nó cũng có từ sitting đằng sau nó kiểu từ nãy em vừa mới nhớ ra thì em nghĩ chắc từ nãy là đúng. à, vậy thì cô nghĩ là em đang Vì nhớ nhiều lộn là phải là câu sitting em làm next to. thì trong À, vậy thì cô trong nghĩ là em đang sitting nhớ lộn là phải là sitting. Có nghĩa là em đã bỏ qua cái yếu tố là to này rồi. Sitting next nó sẽ không có nghĩa nha. Nó sẽ phải có sitting next to là ngồi kế bên ai đó. Ví dụ như cô hỏi là trên lớp em ngồi kế bạn tên gì? Là who do you sit next to in class? Đúng không? Em sẽ ngồi kế bạn nào trong lớp? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi, ok, nhớ cẩn thận cho cô nha. Ở đây thì opposite không cần nhất thiết phải đối diện một cái đối tượng nào hết. Ví dụ như bây giờ cô nói she is looking at the woman sitting opposite. Thì đối diện ai? Đối diện chính bản thân cô ấy đúng không? Đối diện chính cô ấy. Thế chưa nào? Vậy thì cái người phụ nữ này này đang ngồi đối diện cái she này. Ok chưa? Rồi nếu như mà có bất kỳ thắc mắc là cứ hỏi cô nhé. Rồi xem lại các câu từ 1 đến 5 chúng ta còn thắc mắc gì nữa không? Rồi ok, không cần thắc mắc gì nữa thì chúng ta chuyển phần. Được. Rồi trên màn hình cô bây giờ là 5 câu ngữ pháp chúng ta đã nhìn thấy chưa nhỉ? Ok, thấy rồi thì tốt. Rồi bây giờ chúng ta từng làm từng câu một nha. Câu số 1. Hãy subscribe
They don't allow, chúng ta có hiểu chữ allow này không nhỉ? Cho phép. Đúng rồi, cho phép, đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thì allow, sau allow sẽ là gì? Sau động từ allow sẽ là gì? Em nghĩ là to verb hoặc verb in. Là To loại trừ verb. đáp án C hoặc D. Đúng rồi, là từ đáp án C hoặc D là chính xác. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta muốn sử dụng to verb thì trường hợp phải như thế nào? Và chúng ta muốn sử dụng verb in trường hợp phải như thế nào? Em không nhớ rõ, em chỉ nhớ là sau lao là có thể dùng cho to verb hoặc là verb in. Đúng rồi, em nhớ đã chính xác. Tuy nhiên, cô vẫn muốn là em suy đoán thêm một chút xíu nữa. Giống như ở trong tiếng Việt, cái động từ cho phép là chúng ta có thể sử dụng như sau. Tức là cho phép đỗ xe. Thì tức là cái đối tượng nhận được cái sự cho phép đấy thì nó có phải là cụ thể không? Mà em nhìn vô cái biển là cho phép đỗ xe. Thì em nghĩ coi là ai là người được thực hiện cái việc đỗ xe ở đấy? Mọi người. Đúng rồi, ai cũng được, tất cả mọi người đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ cái chữ cho phép đấy thì nó ở trong tiếng Việt nó cũng có một cách nữa, đó là cho phép người tàn tật đỗ xe ở đây. Cho phép người khuyết tật đỗ xe ở đây thì cái đối tượng nó chỉ giới hạn lại là ở người khuyết tật thôi đúng không? Đó, vậy thì trong tiếng Anh nó cũng tương tự như vậy, quan trọng là cái đối tượng. Vậy thì em nhìn trong câu này có đối tượng nào không? Dạy. Đây là người cho phép hay là người nhận được sự cho phép? Người cho phép ạ. À, đúng rồi, đây là người cho phép đúng không? Vậy thì nó không có liên quan gì đến cái việc mà đỗ xe ở cả. Tại vì họ cho phép đỗ xe mà. Vâng, câu này sẽ sử dụng là to verb. Rồi, nếu mà câu này em trả lời to verb thì em chưa chính xác. Rồi, như cô đã nói đúng không? Là to verb hay là verb in thì còn tùy thuộc vào các đối tượng nữa. Tức là có đối tượng thì mới là to verb. Ví dụ như cô nói là they don't allow you to park here. Là họ không cho phép em đỗ xe ở đây. Được chưa? Còn nếu như mà they don't allow parking here là bất kỳ ai cũng không được đỗ xe ở đây. Được chưa? Rồi, cẩn thận cho cô nhé. Rồi, câu số 2 liên quan đến câu điều kiện. Một cái kiến thức mà chúng ta đã được học ở năm lớp 8. Đây là câu điều kiện. Em nghĩ là câu điều kiện loại 2 đúng không? À, và đúng rồi, chính xác đây là câu điều kiện loại 2. Nhưng câu điều kiện loại 2 thì công thức như thế nào đã? Công thức là như là if cộng chủ ngữ cộng với đôi verb hoặc là ed 1 2 đúng không? Rồi, cái quan trọng của if á là em để ý một cái động từ trong mệnh đề if và động từ trong mệnh đề kết quả. Rồi trong mệnh đề if thì em xác định cho cô động từ nó ở thì nào? Thì quá khứ. Quá khứ, đúng rồi, chính xác. Vậy thì trong cái mệnh đề if đây sẽ là verb 2. Rồi verb 2 thì cô cứ gọi là verb quá khứ đó. Rồi vậy thì cái động từ trong mệnh đề kết quả nó sẽ như thế nào? Kết quả sẽ là good hoặc là đúng rồi, good hoặc là good đúng không? Đúng rồi, good hoặc là good. Và đằng sau hai cái thằng này thì sẽ là động từ nguyên mẫu, tức là verb không. Đấy, tức là động từ không có thêm đuôi, không chia cái gì cả. Thì cô gọi đó là verb không, còn verb 2 là quá khứ. Ok, vậy thì áp dụng vô thì chúng ta loại được các đáp án nào rồi? Loại trừ đáp án A hoặc là đáp án D. Đúng rồi, loại trừ đáp án A và D. Chúng ta còn B và C. Vậy thì cái nào mới là đúng? Đáp án B. Rồi nếu như em sử dụng đáp án B là em đã rơi ngay vào bẫy của người ra đề.
Bởi vì đáp án C mới là đáp án chính xác. C. Đúng rồi, tại vì em có nhớ không? Đó là một lưu ý khi sử dụng câu điều kiện. Đó là, đặc biệt là ở trong câu điều kiện loại 2 này nè, thì cái động từ to be nó không bao giờ là was, nó chỉ có thể là were đối với tất cả các ngôi thôi. Mặc dù ở đây là he, she, it, trong câu bình thường chúng ta sử dụng was, chúng ta sử dụng was rất là nhiều. Tuy nhiên đây là câu điều kiện loại 2 thì theo cái công thức áp dụng riêng cho câu điều kiện loại 2 nó phải là were. Ok. Thế xem nào. Sẵn tiện ôn tập luôn kiến thức. Câu số 3 là một câu rất dễ nhưng mà cái vấn đề là chúng ta dịch ra để nhìn thấy được cái từ khóa để làm bài ấy, nó cũng hơi khó. Tôi sẽ gợi ý luôn từ references này, có nghĩa là tài liệu. Rồi còn examination room là gì Hương? Em không nhìn thấy kiểu cái màn hình cô che. Có cái màn hình của cô che hả? Em di chuyển nó được không ta? À đây 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 đây. Ok rồi. Examination. Ta hiểu examination room là gì? Chúng ta có đoán được nghĩa không? Nghĩa là kiểm tra đúng không? À, nó là kiểm tra, em dựng được chữ examination là kiểm tra, đúng rồi. Còn chữ room thì sao? Là phòng. Phòng, đúng rồi, bảo phòng gì kiểm tra thì chúng ta hiểu đó là phòng thi. Đúng chưa nào? Ok, vậy thì tài liệu thì như thế nào ở trong phòng thi nhỉ? Tài liệu thì như thế nào trong phòng thi? Tài liệu để Rồi, bây giờ chúng ta thử nhớ trong tiếng Việt coi là tài liệu thì như thế nào trong phòng thi. Chúng ta biết chữ use ở đây là sử dụng, đúng không? Bây giờ cô đang muốn là chúng ta dịch tiếng Việt trước. Tài liệu như thế nào trong phòng thi? không được sử dụng. Đúng rồi, chính xác, không được sử dụng. Vậy thì cái chữ sử dụng đấy, cái hành động sử dụng đấy là cái tài liệu nó có thực hiện được cái hành động sử dụng đó không? Tự thân cái tài liệu nó có sử dụng được không? Chính xác. Không thể làm được cái điều đó. Vậy nên một cái vật mà không thể thực hiện một cái hành động thì nó sẽ cần phải có sự giúp đỡ của một đối tượng khác để thực hiện cái hành động đó. Đúng không? Vậy thì ở đây câu này là câu gì mà chúng ta đã học năm lớp 8 rồi? Em không nhớ nhưng mà em nghĩ là đáp án đây. Đáp án D đúng không? Rồi. Đáp án D là đáp án chính xác. Ok, good. Đáp án D là đáp án chính xác. Rồi tại sao? Bởi vì đây là câu bị động. Chúng ta còn nhớ gì về câu bị động không nhỉ? Em không nhớ. À, câu bị động. Rồi, ví dụ như cô muốn mô tả là mẹ tôi nấu bữa trưa đúng không? Đây, my mom cooks ở đây bữa tối đấy, my mom cooks dinner. Rồi, thì chúng ta nhìn vô coi là my mom là người thực hiện cái hành động nấu đúng không nhỉ? Rồi, và dinner nó giống như là cái ngựa là cái đối tượng mà nhận cái hành động nấu đấy, được chưa? Cô nói cô vẽ lại này. My mom thực hiện hành động cooks và dinner này là nhận được cái hành động là cooks này, được chưa nào? Được chưa? Và chúng ta biết là bản thân cái dinner này không thể tự mà nó nấu bản thân nó được, cho nên nó cần có một đối tượng khác mà thực hiện cái hành động nó dùng.
Thì bây giờ cô muốn mô tả, cô muốn đưa cái dinner này lên làm chủ ngữ. Đó, giống như là my mom đang làm chủ ngữ của câu này. Đó, câu số 1 đúng không? Thì bây giờ xuống câu 2, cô muốn đưa cái dinner này làm chủ ngữ. Đó, thì cô sẽ phải phải gọi như là bị động hóa cái cậu mà bị động hóa cái dinner này, được chưa? Đó là the dinner is cooked by my mom. Thì đó là câu bị động mà chúng ta đã học ở lớp 8 rồi. Ôn lại kiến thức câu bị động cho cô nhé. Ủa, rồi Hương ơi, mình còn đó không? Hương ơi, mình còn đó không nhỉ? Em nghe thấy ạ. À rồi, À có vấn đề gì không nhỉ? rồi, có vấn đề gì Rồi, vậy thì chúng ta không nhỉ? nhớ lại kiến thức về Dạ câu bị động chưa? không ạ. Rồi, ví dụ như là A thực hiện cái hành động B hay là A tác động cái hành động này lên đối tượng B đúng không? Bây giờ chúng ta muốn đưa cái B lên làm chủ ngữ thì chúng ta sẽ phải bị động hóa cái thằng B đấy. Rồi, thì đó là kiến thức liên quan đến câu bị động, chúng ta ôn lại. Rồi, rất mừng là chúng ta chọn được đáp án đúng cho câu số 3. Câu số 4 chúng ta tiếp tục đi. Câu số 4 là quá muộn vì nó không tốt cho sức khỏe của bạn. Ừ, đúng rồi, bạn không nên thức quá muộn bởi vì nó không tốt cho sức khỏe của bạn. Em nghĩ là ăn đê. Tại Đáp vì nó án là ăn đê. D hay B? Đê, đê. Rồi B bò đúng không? B bò Đúng là đáp án chính xác. Đúng chưa? Rồi tiếp. My aunt. Câu số 5. Đầu tiên khi mà nhìn vô câu thì chúng ta thấy gì? Thấy thằng since đúng không? Vậy thì since này nó sẽ là dấu hiệu nhận biết cho thì nào? hoàn thành. Đúng rồi, dấu hiệu nhận biết cho thì hiện tại hoàn thành. Tuy nhiên chúng ta phải xác định cho cô là cái thì hiện tại hoàn thành đứng trước since hay là đứng sau since? Đứng sau Đứng sau trước hả? Đứng trước, đúng rồi, đi chưa? Rồi, vậy thì since này có nghĩa là gì? Kể. Kể từ khi. Được chưa? Rồi, vậy đây là kể từ khi ha. Kể từ một lúc nào đấy thì có một lúc đó chắc chắn nó phải ở trong quá khứ đúng không? Đó, vậy thì đằng sau sin sẽ là gì? sau xin là quá khứ. Ok, rồi hãy xem đáp án cho cô đi. Lại trừ đáp án BD. Đúng Và rồi, là sẽ đáp án B đi. my out thì đây là thì hiện tại thành không phải là dùng đứt liền được nên lắp đáp án C lại trừ Đúng rồi, chỉ còn là một đáp án duy nhất đó là đúng rồi, chính xác, thì chờ my aunt hasn't visited us since she moved to the new town. Là kể từ lúc mà cô ấy chuyển đến thành phố mới thì dì của tôi đã chẳng đến thăm tụi tôi nữa. Ok. Rồi. Rồi, chúng ta làm đúng 3 câu trên 5 câu trong phần ngữ pháp này. Chúng ta xem lại giúp cô coi là chúng ta có thắc mắc gì không? Ok rồi, không có thắc mắc gì thì tốt nha. Cẩn thận những câu hỏi bẫy nha. Ví dụ như cái câu allow này là một câu bẫy, và cái câu if này, câu if loại hàn này chắc chắn là một câu bẫy. Câu này em làm đếm hay sai lắm. Đúng Cái câu mà nó kiểu đơn giản vậy là hay sai. rồi, đương nhiên là chúng ta nó gọi là đương nhiên thì cũng không đúng. Nhưng mà kiểu cái tỷ lệ mà chúng ta làm sai những câu đơn giản thực sự rất là cao nếu như mà chúng ta không có chú ý, không có cẩn thận. Cho nên là khi làm bài lúc nào chúng ta cũng phải cân nhắc tất cả các trường hợp và xem kỹ coi là trong cái phần kiến thức đấy nó có lưu ý gì đặc biệt không. Tiếng Anh nó có một cái mà khiến cho bạn rất là khó chịu, đó là cái trường hợp ngoại lệ. Tức là kiểu như là tất cả mọi quy luật của tiếng Anh nó chỉ đúng kiểu như là khoảng 99% thôi, có 10% còn lại là trường hợp ngoại lệ.
Thì có rất nhiều trường hợp ngoại lệ mà có chúng ta rất không nhiều thể nào biết hết được. Nên nên thường sẽ sợ nên những thường cái gì sẽ lệ đấy. Đúng không? những Rồi bây giờ cái quay đến phần nghe. Thì cô không kịp trả lời phần nghe cho mình rồi. Đây là chúng ta có Zalo không nhỉ? dạ có nhưng mà chưa đăng nhập vào máy tính. À, chưa đăng nhập vào máy tính à? Rồi, chúng ta có đang sử dụng Zalo trên điện thoại không? Nhưng mà máy mẹ em đang cần À, máy mà là em đang máy cầm hả? Tại vì cô tính gửi cái bài nghe cho chúng ta làm ở trên Zalo. Tại vì bây giờ cô không không biết còn nữa thời cũng là gian. để tin nữa em mở lên nghe. Ừ, nhưng mà có cái quan trọng là cô cần add Zalo của Hương cơ. Em cũng dùng Zalo với mẹ em dùng cô gửi lên ảnh của mẹ em. Ừ, rồi vậy cô sẽ gửi qua cho mẹ nhé. Rồi, rồi sau đó là chúng ta về nhà làm, cô sẽ gửi cả bài đọc luôn. Tại vì bây giờ cô không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là cô sẽ phải chuyển qua cái phần speaking luôn. Ok. Rồi. À, chúng ta thấy trên màn hình ba câu hỏi chưa ta? Ok, rồi thấy rồi thì tốt. Rồi vậy thì bố không còn nhiều thời gian nữa nên chúng ta qua luôn phần speaking. Ok, so Hương, do you usually use mobile phone? Yes. Yes, you do. So how often do you use your phone? How often do you use your phone? Use your mobile phone. Rồi, alo, chúng ta có nghe thấy cô không nhỉ? Có. Ok, rồi chúng ta nghe thấy cô đúng không? Ok, Vậy thì trả lời lại giúp cô được không? How often do you use your phone? yes. How often? Cô hỏi cái câu how often dưới này cơ. Câu how often là gì? Là em sử dụng điện thoại bao lâu một lần? Kiểu như là cái mức độ thường xuyên ấy. Oh, can you say again? I use my phone 10 hours a day. Chúng ta phải nói là 10 hours a day mới đúng, kiểu như là 10 tiếng một ngày nha. Time every 10 One time every 10 hours, tức là cứ 10 tiếng xài một lần đó hả? Yeah. Ok, vậy thì chúng Ok, ta vậy nói là I use I my use phone my once phone every 10 hours. Can you repeat? yes. Rồi I chúng usually there. I Rồi, cô không có Rồi, nghe được cái câu đó, chúng ta nói gì? I use my Đúng rồi, phải nói câu đầy đủ như vậy mới đúng phone nha. Rồi, khi mà em nói là every 10 hours thôi ấy, thì câu trả lời đó đúng nhưng mà nó khá là cụt. Thì thế nào? Vậy thì khi mà chúng ta muốn đi thi ấy, thì chúng ta sẽ phải làm sao? Là chúng ta sẽ phải đưa ra những cái câu hỏi đầy đủ chuẩn bị giúp cô nhé, câu hỏi câu trả lời dài hơn. Rồi, chúng ta bỏ qua câu số 2 đi. Câu số 3. What can you do to protect the environment? I
I can. I can. I can. No. Rồi, chúng ta em chúng ta có ý kiến nào trong tình nguyện không nhỉ? Nói cho cô đi. Ý kiến là không vứt rác bừa bãi. Ừ. Rồi. No litter. Ok, stop, stop. Oh, sorry. Ok, good, good, sorry. I won't litter. Để cho chúng ta đó là I won't litter là được rồi. Tiếng Việt em không nghĩ đây là gì để bảo vệ môi trường. Chăm sóc cây. Chăm sóc cây. Chăm sóc cây hả? Đó là tết, đó là plan đúng không? I will take a plan. Take care of things. Thank you. Rồi. Thank you. Rồi. Rồi còn gì nữa không nhỉ? Còn gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Ok. Ok. Rồi, chúng ta nói lại được không nhỉ? What can you do to protect the environment? I swim meters and I will take care of things. Okay, thank you. Okay, that's thank very you. good. That's very good. Rồi, cảm ơn Hương đã đến với buổi test ngày hôm nay. Đây là một buổi test đầy sóng gió. Khi và lỗi kỹ thuật xảy ra ở khắp nơi. Cô sẽ gửi cái bài đọc và bài nghe cho mình qua cái Zalo của mình đúng không nhỉ? Ok rồi. Chúng ta đợi cô nhé, chúng ta đợi cô để cô gửi. Rồi, nói chung là chúng ta phải làm xong cái bài đấy thì mời cô mới chấm điểm được. Nên cố gắng giúp cô. Còn cái bài mà từ vựng nè và ngữ pháp và cái bài nói hôm nay của chúng ta làm khá là chưa ổn lắm. Thế ra với phần từ vựng thì chúng ta đang không có dịch nghĩa được khá nhiều từ, quên mất là sử dụng chữ ít. Rồi còn phần ngữ pháp, mặc dù là chúng ta nhận diện được một số cái điểm ngữ pháp quan trọng nhưng mà chúng ta bị bẫy rất là dễ dàng. Và có một số câu là cô cũng phải trợ giúp hết mình thì chúng ta mới chọn được đáp án đúng. Để chưa nào? Rồi. Cô hy vọng là sau buổi kiểm tra ngày hôm nay thì chúng ta cũng học thêm được một chút gì đó, có thêm kinh nghiệm làm bài. Rồi cô sẽ hẹn lại gặp lại mình sau nhé. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Bye bye. Ok, bye bye chị Hương. Bye bye. Okay.